chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 24 tháng 7 sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tình cảm của đồng bào dân tộc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quan tâm, động viên và những lời dặn dò của người đứng đầu Đảng đã trở thành động lực to lớn để đồng bào nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên. Các nhà máy rau quả mạnh dạn đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển sang các sản phẩm chế biến sâu, gia tăng giá trị xuất khẩu. Những ngày tháng 7, cả nước lại hướng về các nghĩa trang liệt sĩ để thành kính tri ân công lao to lớn của những anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập nước nhà. Tỉnh Quảng Trị có nhiều giải pháp tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ ngày càng khang trang. Sau đây là nội dung chi tiết. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tận tụy, hết mình, hết sức vì công việc và quan tâm, gần gũi, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại vô vàn thương tiếc trong lòng các tầng lớp nhân dân, trong đó có bà con các dân tộc. Ở những nơi Tổng Bí thư đã đến thăm, bà con vẫn lưu lại những ấn tượng sâu sắc về một người lãnh đạo có tâm, có tầm, luôn gần gũi, quan tâm chân thành đến các tầng lớp nhân dân. Về với buôn làng, mặc chiếc áo mà đồng bào tặng. Một chuyến thăm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Đắk Lắk vào năm 2018. Tổng Bí thư đã đề nghị tổ chức ngày hội chung của các buôn, các làng để có thể gặp thật nhiều bà con, để đúng nghĩa là ngày đại đoàn kết. Khi nghe tin bác đến, từ sáng sớm người dân đã náo nức rồi. Xin muốn làm sao mà được nhìn thấy bác rồi được bắt tay với bác. Mà nghe tin bác mất thì không đi kịp được nước mắt. Trong những năm công tác, ở trên các cương vị lãnh đạo khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian để tới thăm, làm việc, động viên các cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là địa bàn miền núi, biên giới. Sự quan tâm, động viên và những lời dặn dò của người đứng đầu Đảng ta đã trở thành động lực to lớn để đồng bào nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên. Tổng Bí thư nó rất quan tâm đến kinh tế của bà con. Thì là bà con nó như được Tổng Bí thư đã nói, một bà con cố gắng vươn lên để chăm sóc cái kinh tế của vườn chè, thì nay là bà con đã ấy no, nó rất là hạnh phúc nhờ. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì luôn luôn nung nấu ở trong lòng mình là những cái khát khao để cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được vươn lên, giải quyết được những vấn đề khó khăn của bà con nhân dân, và được thể hiện thông qua những bài viết, những bài phát biểu và thể hiện trong các văn kiện của Đảng mà đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo biên soạn. Xuất phát từ cái vai trò trách nhiệm của đồng chí, bên cạnh đó là còn từ tình cảm cá nhân của đồng chí dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mình về rừng núi như ai, chám bùi để dụng, măng mai để già. Mình đi có nhớ những nhà, hắt hiu lâu sáng đậm đà lòng son. Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 6, tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế đã đạt khoảng 6%. Để đạt được kế hoạch tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 15% trong cả năm nay, chính sách tiền tệ sẽ phải thực hiện mục tiêu kép, vừa phải hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và tỷ giá. Tín dụng tăng, tức là nhu cầu về vốn tăng. Điều này cũng cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế cũng đang có những cải thiện. Và nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, tín dụng xanh vẫn là những lĩnh vực thu hút được nhiều nguồn vốn. Tăng trưởng tín dụng của Agribank là đã đạt được hơn 40.000 tỷ, cái số tuyệt đối như thế. Và trong đó hơn 40.000 tỷ tăng trưởng đấy thì chúng tôi đến 50% là vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tuy nhiên, để nhiều ngành có mức độ hồi phục như lâm thủy sản thì vẫn cần có những chính sách đúng và trúng hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được cái chỉ tiêu 15% đã đặt ra từ đầu năm. Thế tất nhiên là để tăng trưởng tín dụng thì nó phụ thuộc rất nhiều cho những cái vấn đề, đó là cầu đầu tư, cầu tiêu dùng và cầu tín dụng và những cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Và như vậy khi đó thì cái nhu cầu vốn tín dụng cần hơn và cái câu chuyện tăng được tín dụng một cách nó thuận lợi và tích cực hơn. Lãi suất vẫn sẽ được giữ ổn định, tỷ giá cũng được điều hành linh hoạt. Đây là những nền tảng mà cơ quan điều hành chính sách tiền tệ đã đề ra nhằm hỗ trợ tích cực nhất cho tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế trong năm nay.
Đầu năm ngoái, đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và đến nay, nhiều chị em phụ nữ ở vùng cao, ở các vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã nhận được hỗ trợ để tự tham gia quản lý các hợp tác xã, góp phần nâng cao thu nhập cho phụ nữ ở đây. Xã Sóp là địa bàn vùng cao cách trở của huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum. Lần đầu tiên, tại đây có một mô hình kinh tế tập thể của những phụ nữ người Dễ Triên, chuyên trồng, chế biến cà phê Arabica và hạt Macca theo hướng hữu cơ. Trong số 20 thành viên hợp tác xã nông nghiệp sinh thái Phượng Hoàng, thì có đến 14 người là đồng bào Dễ Triên. Được Hội Phụ nữ tỉnh Kon Tum hỗ trợ thành lập và đồng hành trong hoạt động. Hiện nay, hợp tác xã Phượng Hoàng đã phát triển được 45 hectare, gồm cà phê Arabica và Macca. Qua đó, giúp chị em người Dễ Triên có thu nhập cao và ổn định. Liên kết với tổ hợp tác thì đã được chỉ bảo cách chăm sóc cũng như cách thu hái, lựa làm sao cho đảm bảo để bán cho nó đạt chất lượng cao hơn. Mặc dù chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã do phụ nữ quản lý, được vay vốn ưu đãi, song những rào cản về thủ tục, về cơ chế đã khiến cho các hợp tác xã vẫn khó tiếp cận nguồn vốn vay. Hiện tại là các thành viên người đồng bào Dễ Triên trong mình thì chỉ có là một mình là người Kinh, còn lại là 14 chị là người ta chỉ góp công thôi. Mình cũng rất là mong muốn có một cái nguồn vốn nào đó ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác xã xây dựng được cái chuỗi sản xuất. Các hợp tác xã này trước hết là phải có cái dự án vay vốn khả thi. Nhưng hiện nay thì cái chương trình cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ tạo duy trì tạo việc làm thì cũng có quy định đối tượng cho vay là hợp tác xã. Và cái mức vay thì cũng là quy định là tối đa là 2 tỷ đồng trên một dự án. Và tối đa cho một lao động được giải quyết là 100 triệu đồng. Và nó cũng phụ thuộc vào tài sản thế chấp. Thiếu nguồn vốn đầu tư nên việc mở rộng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tập trung chế biến sâu các sản phẩm nông sản chủ lực vùng Tây Nguyên ở địa bàn dân tộc thiểu số hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Nhu cầu thị trường tăng mạnh đã giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả từ đầu năm đến nay của nước ta ước đạt hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường, lượng cung trong nước dồi dào và ổn định, từ nay đến hết năm, ngành rau quả Việt Nam vẫn có những điều kiện thuận lợi để phát triển và kỳ vọng có thể lập thêm kỷ lục mới trong năm nay là đạt hoặc vượt 7 tỷ đô la Mỹ. Trong 7 tháng qua, 10 thị trường nhập khẩu hàng đầu rau quả của Việt Nam hầu hết đều tăng trưởng từ 15 đến 96%. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 64% tổng kim ngạch xuất khẩu với 2,1 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm, tăng 22% so với cùng kỳ. Sầu riêng, chuối và thanh long là những sản phẩm chính đóng góp vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Sắp tới, khi sầu riêng đông lạnh và dừa tươi được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, hứa hẹn sẽ có thêm trái cây tỷ đô thúc đẩy tăng trưởng của ngành rau quả. Ngoài những tín hiệu lạc quan của thị trường, để có được mức tăng trưởng cao như vậy là nhờ các nhà máy rau quả mạnh dạn đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, việc chuyển từ xuất khẩu hàng thô sang các sản phẩm chế biến sâu đã phát huy hiệu quả. Mỗi ngày nhà máy này thu mua từ 30 đến 40 tấn xoài nguyên liệu. Nhờ đầu tư hệ thống cấp đông, tăng cường chế biến, đa dạng sản phẩm, nên đơn vị luôn ký được các đơn hàng xuất khẩu đi châu Âu và châu Á. Chế biến sâu là mình tạo những cái sản phẩm này là nó đi tới những thị trường xa, rộng rãi, lưu trữ được. Thì thành ra cái sản lượng nó sẽ được nhiều. Nhờ đầu tư chế biến sâu, đa dạng sản phẩm và chinh phục được các thị trường khó tính, nên sản phẩm rau quả của Việt Nam có giá bán cao gấp từ 3 đến 4 lần so với sản phẩm thông thường. Và đây là một trong những giải pháp bền vững cho ngành hàng tỷ đô này. Bền vững là vì chế biến sâu sẽ giúp các nhà máy có thể chủ động nguồn hàng nhờ bảo quản lâu hơn. Từ đó xóa dần áp lực bán nhanh và phải phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường xuất khẩu. Đặc biệt nó còn tiêu thụ hiệu quả nguyên liệu cho bà con nhà vườn khi vào mùa thu hoạch. Chế biến sâu thì giúp bà con giải quyết được cái sản lượng gọi là lớn tại cái thời điểm mùa vụ. Nếu như mà trong trường hợp chúng ta tiêu thụ tươi thì có thể sẽ không tiêu thụ hết thì sẽ xảy ra tình trạng là bị mất giá. Chúng tôi cũng đã là có hai cái lô hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc
và sắp tới đây thì tiếp tục sẽ mở rộng hơn nữa và mời gọi các doanh nghiệp để tham gia cái việc kết nối liên kết sản xuất và trong đó quan tâm hơn nhiều cho vấn đề là chế biến sâu. Mỗi năm sản lượng rau quả của nước ta đạt khoảng 31 triệu tấn, thế nhưng tỷ lệ chế biến sâu chưa tới 20%. Qua đó cho thấy dư địa để phát triển lĩnh vực này còn khá lớn. Nếu làm tốt hơn nữa khâu chế biến sẽ giúp ngành rau quả nước ta sớm vượt mốc 5,6 tỷ đô la Mỹ về kim ngạch xuất khẩu. Nuôi trồng thủy sản trên biển hay còn gọi là nuôi biển là một chủ trương lớn nhằm giảm đánh bắt, xây dựng ngành thủy sản trở thành một ngành kinh tế bền vững, quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao. Thay vì các lồng bè nuôi tự phát lâu nay, thì luật thủy sản 2017 đã quy định hai điều kiện tiên quyết là phải được giao mặt nước biển và cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển. Đây là cơ sở quan trọng giúp người nuôi biển yên tâm đầu tư. Tuy nhiên đến nay, tại những địa phương có tiềm năng nuôi biển, việc triển khai còn khá chậm, nhất là việc giao mặt nước. Tỉnh Quảng Ninh đi đầu cả nước triển khai cấp phép nuôi biển, nhưng đến nay mới có 500 hectare mặt nước được giao trên tổng số hơn 45.000 hectare quy hoạch cho nuôi trồng thủy sản. Ông Dương đang có hàng chục hectare nuôi biển. Để được cấp phép, yêu cầu đầu tiên là phải có hồ sơ đánh giá tác động môi trường theo đặc thù từng loài nuôi là nổi hay chìm. Chẳng nhẽ bây giờ chúng tôi làm cái bể nổi thôi, còn cái bể chìm sau này chúng tôi lại phải đánh giá tác động môi trường một lần nữa thì chúng tôi lại mất nhiều tiền quá. Việc chậm bàn giao còn vướng ở quy định phân cấp. Theo quy định, cấp huyện chỉ được cấp phép trong phạm vi 3 hải lý và quy mô dưới 1 hectare. Huyện Vân Đồn đến giờ đã gần như xóa bỏ quy mô dưới 1 hectare bằng việc liên kết hình thành các hợp tác xã. Như vậy, việc thẩm định cấp phép giao mặt nước lại thuộc cấp tỉnh. Tâm lý của các hộ dân ấy, thì bây giờ nếu mà một cái bộ hồ sơ hay là thực hiện cái thủ tục hành chính mà để mà cấp trung ương thì quả là cái mà dân cũng e ngại. Các hộ ở ngoài 6 hải lý thì bây giờ cũng còn đang trông chờ. Có biển số nhà nhưng lại chưa biết bao giờ có sổ đỏ là câu nói vui của nhiều hộ dân nuôi biển. Thực tế hiện nay thì nhiều hộ cũng như là doanh nghiệp hợp tác xã đang sản xuất trên địa bàn huyện. Nhưng việc cấp phép lại thuộc tỉnh và nếu đã thuộc tỉnh thì lại phải xin ý kiến cấp bộ. Theo quy định thì Sở Tài nguyên Môi trường cấp phép giao mặt nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép nuôi thủy sản. Tỉnh Quảng Ninh đã có cơ chế liên ngành để thủ tục được rút ngắn và đặt mục tiêu hết quý 3 sẽ hoàn thành việc giao mặt nước nuôi biển. Nhưng vướng mắc lớn hiện nay là thủ tục xin ý kiến 4 bộ. Cũng kiến nghị và cũng mong rằng trong thời gian tới, chính phủ cũng quan tâm theo tinh thần phân cấp triệt để cho các địa phương để giải quyết thủ tục này. Việc giao mặt nước và cấp phép nuôi thủy sản với thời hạn dài từ 25 đến 30 năm được kỳ vọng sẽ tạo ra sản lượng khoảng 1,5 triệu tấn từ nuôi biển. Nhưng con số mục tiêu này đang rất cần tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ cấp phép giao biển để có thể hiện thực hóa. Sau đây là phần điểm những nội dung đáng chú ý về Việt Nam trên các trang báo 24 giờ qua. Truyền thông quốc tế đánh giá cao đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo Vatican News, Đức Giáo hoàng Francis đã bày tỏ lời chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đức Giáo hoàng đánh giá rất cao vai trò của Tổng Bí thư trong thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ phát triển tích cực giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Trang tin của Cộng hòa Azerbaijan Media AZ trích lời của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có công lớn trong việc củng cố truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Azerbaijan và Việt Nam. Mạng tham khảo tin tức của Trung Quốc nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thập kỷ qua. Nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP trung bình đạt 6%, ngay cả khi đại dịch COVID-19 khiến tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước bị đình trệ, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng tốt. Chính sách ngoại giao cây tre mềm mỏng được áp dụng hiệu quả. Trong số các nước Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do nhất sau Singapore, trong đó có các hiệp định với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI đăng bài viết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế đưa ra những kết quả hứa hẹn cho chương trình canh tác thí điểm trong khuôn khổ phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Mô hình này áp dụng nhiều đổi mới, bao gồm giống lúa được chứng nhận,
quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt, quản lý dịch hại tổng hợp, kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ sớm. Kết quả ban đầu cho thấy, mô hình thí điểm này đã giúp người dân tăng lợi nhuận thêm 4,6 triệu đồng một hecta và giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 2 tấn carbonic một hecta. Nhiều trang tin quốc tế như Zonebooks của Pháp, Sina của Trung Quốc đưa tin về sự tăng tốc của tín dụng Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024. Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam trong nửa đầu năm nay gần như tăng gấp đôi so với một năm trước khi quá trình phục hồi kinh tế tăng tốc. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế trong nước đã có sự phục hồi tích cực, lạm phát ổn định nhưng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do chịu tác động của kinh tế thế giới và những vấn đề nội tại của kinh tế trong nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng và ra mắt ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã khiến một số tuyến đường Hà Nội bị ngập úng. Việc di chuyển của người dân cũng rất khó khăn. Thành phố đã bố trí phân luồng điều tiết giao thông, lên phương án cứu hộ phương tiện tại những điểm ngập sâu. Tiếp tục bản tin với những nội dung đáng chú ý. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 23 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng và ra mắt ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Tại đây, thân nhân 10 gia đình liệt sĩ cũng đã được trao kết quả giám định mẫu hài cốt liệt sĩ. Thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng đã triển khai hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thống kê cho thấy 900.000 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về đất mẹ. Trong số đó, có tới hơn 300.000 ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Việc hình thành ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ được xác định là giải pháp căn cơ để giải quyết, xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh kết luận thông tin bằng phương pháp thực chứng với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ. Những ngày tháng 7 này, cả nước lại hướng về các nghĩa trang liệt sĩ để thành kính tri ân công lao to lớn của những anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập nước nhà. Hàng chục nghìn người đã tới vùng đất miền Trung Quảng Trị. Mỗi người tới đây đều rất xúc động và cảm nhận được sự quan tâm của người dân cũng như chính quyền địa phương đang thay mặt cả nước chăm lo cho các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Tới các nghĩa trang Đường Chín, Trường Sơn hay là thành cổ Quảng Trị, mỗi người dân người ta tới đây đều có mỗi nỗi niềm khác nhau. Nhưng vẫn có một cái từ chung nhất, đó là sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Nhờ có các anh hùng liệt sĩ mới có sự hòa bình ấm no như hôm nay. Ông Bạch Công Lưu ở Hà Nội, đây là lần thứ 3 ông vào thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn cho chú ruột của ông là liệt sĩ Bạch Công Hải, hy sinh năm 1973. Gia đình thì chúng tôi ở xa, mà thân nhân chúng tôi nằm ở đây, nghĩa trang ở đây, thì tôi vào thấy là sự chăm sóc của chính quyền địa phương là rất chu đáo. Gia đình tôi rất cảm ơn và cũng cảm ơn tấm lòng của các anh các chị được phục vụ ở đây. Toàn tỉnh Quảng Trị có 72 nghĩa trang với hơn 55.000 liệt sĩ để chăm sóc tốt các phần mộ liệt sĩ. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều giải pháp huy động các nguồn lực tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ ngày càng khang trang hơn. Tỉnh Quảng Trị đã phát động một cái phong trào chung tay chăm sóc nghĩa trang. Đến nay thì chúng tôi đã huy động được hàng trăm tỷ đồng tổ chức đơn vị chuyên đón tiếp thân nhân liệt sĩ và giải quyết cũng như là tư vấn mọi cái khó khăn vướng mắc trong cái việc thực hiện các chính sách của thân nhân khi đến đây. Trên mảnh đất Quảng Trị, nơi đâu cũng ghi dấu sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tại dòng sông Thạch Hãn, hàng ngàn chiến sĩ đã yên nghỉ dưới lòng sông này. Nhà báo, người cựu chiến binh thành cổ Lê Bá Dương đã có những câu thơ tri ân đồng đội. Đò lên Thạch Hãn, ơi chèo nhà, đáy sông còn đó, bàng phôi nằm. Có tuổi đôi mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định công nhận huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thoát nghèo năm 2024 và đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021-2025. Theo quyết định này, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện A Lưới để phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, bảo đảm tính bền vững. A Lưới là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp với nước bạn Lào, là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Với nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và địa phương, huyện A Lưới phấn đấu cuối năm nay giảm trên 1.400 hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2025, hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12% thay vì 14% như hiện nay. Tại Chương Mỹ, Hà Nội, đêm qua, mưa đặc biệt lớn lên hơn 300mm. Ngoài ra, đêm qua, còn có nhiều nơi tại miền Bắc tiếp tục có mưa lớn sau bão. Có nơi mưa to đến hàng trăm mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Mây ẩm phát triển dày đặc suốt đêm qua đến giờ ở hầu khắp các miền Bắc và Bắc Trung Bộ, chút mưa dồn dập. Trong đó, từ Tây Bắc Bộ sang Đông Bắc Bộ, mưa rất lớn. Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam, các tỉnh này có mưa lên tới 103-178mm. Tại thành phố Hà Nội, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong cả ngày hôm qua đã khiến một số tuyến đường bị ngập úng. Việc di chuyển của người dân cũng rất khó khăn. Giao thông trên nhiều tuyến đường bị tê liệt do các xe không thể di chuyển hoặc bị chết máy, ghi nhận của phóng viên trong tối qua. Hiện tại tôi đang có mặt tại đường gom của đại lộ Thăng Long hướng ra khỏi thành phố. Như có thể thấy thì tuyến đường này đã ngập không khác gì một con sông. Các ô tô con khi đi qua đây có thể bị ngập đến ngang xe. Còn đối với các xe máy thì nguy cơ chết máy là rất cao. Hậu quả là giao thông đã bị tê liệt suốt nhiều tiếng đồng hồ. Dù được liên tục yêu cầu quay đầu khỏi khu vực ngập úng, nhưng khi nhìn hàng xe ùn tắc kéo dài và chưa biết phải về nhà bằng đường nào, nhiều người đành chọn cách dắt bộ qua. Đến đây thấy tắc từ trên kia tắc xuống mà không thể đi được ấy. Không như là đoạn đường nó ngập sâu như vậy. Mình đã có 1-2 lần chết máy rồi. Và trong mấy cái hầm chui bên trên kia đã bị chết máy 1-2 lần rồi. Thì chỉ biết dắt bộ đi về thôi chứ biết làm sao được nữa. Mưa lớn trên diện rộng cũng biến nhiều tuyến đường nội đô khác như Triều Khúc, Ngọc Hồi, Yên Nghĩa chìm trong nước. Việc đi lại trong khung giờ cao điểm cũng vì thế mà khó khăn hơn. Ôi, đằng kia bên trong kia tắc kinh luôn, là đi ra đường gom cũng lại đến đây lại ngập. Nói chung là những xe mà sedan gầm thấp thì không nên đi qua. Đi qua chắc là khả năng là nằm giữa luôn. Dự kiến Hà Nội ngày hôm nay sẽ tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ bố trí lực lượng tại những điểm nóng ùn tắc, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời lên phương án cứu hộ phương tiện tại những điểm ngập sâu. Phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.